mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Nhìn hình ảnh gần đây nhất mới thấy, Vijen có một thói quen 2 năm không đổi được, đặc biệt dành cho bà xã Kim Tae Hee. Hôm nay, mạng xã hội xứ Trung và Hàn xôn xao trước hình ảnh mới nhất của vợ chồng Kim Tae Hee và Vijen. Được biết, cặp đôi vàng của làng giải trí đã có mặt tại sân bay Hàn để sang Los Angeles, Mỹ vào ngày 20 tháng 5 vừa. Nhưng đến nay mới được netizen đăng tải trên Weibo. Lâu lắm mới xuất hiện cùng nhau, cặp vợ chồng nhà minh tinh đình đám họ Kim khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vì quá ngọt ngào. Xuất hiện tại sân bay, hai người không ngần ngại tiến đến gần nhau. Nhìn vào hình ảnh hiếm hoi có thể thấy rằng thói quen chàng vai và nắm tay bà xã khư khư như bảo vật của Vijen không hề thay đổi sau 2 năm. Năm 2017, nam diễn viên đã khiến dân tình đỏ mặt ghen tị khi khư khư ôm vai bà xã để bảo vệ nàng khỏi đám đông trong lần xuất hiện đầu tiên tại hậu đám cưới thế kỷ. Dù đã cưới 2 năm, Vijen và Kim Tae Hee vẫn thường xuyên ở bên nhau kể cả khi có và không có lịch trình, xứng đáng là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz.